Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Tên đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta đã bước vào năm mới 2021. Và trong ngày đầu năm mới thì người ta thường chúc nhau được bình an. Lời cầu chúc đó lại càng cần thiết hơn bao giờ cho năm 2021 này, là bởi vì tất cả chúng ta đều trải nghiệm năm 2020 và đều thấy cái sức tàn phá của đại dịch COVID-19. Tính cho đến nay là hơn 70 triệu người bị nhiễm bệnh và hơn 1.600.000 người đã chết vì coronavirus. Cho nên người ta cần sự bình an. Sáng nay tôi đọc báo Tuổi Trẻ, thấy ngay ở trên trang bìa tấm hình lớn lắm và đề là năm mới 2021 mong bình an. Và ở bên trong đó thì tờ báo đăng kết quả thăm dò ý kiến của một số bạn đọc cho thấy là đại đa số ước mong trong năm 2021 này dịch bệnh chấm dứt để có thể trở về đời sống bình thường. Chắc chắn là chúng ta cũng mong như vậy thôi. Nhưng thưa anh chị em, với người Công giáo thì không chỉ là cầu, chỉ là mong, là chúc cho nhau, mà còn là cầu nguyện. Cách riêng là đến với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta được bình an. Ngày đầu năm dương lịch này cũng là ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Anh chị em biết là ở bên thư viện của Vương quốc Anh, người ta vẫn còn giữ được một bản văn cổ, đó là một lời kinh viết bằng tiếng Hy Lạp mà các chuyên viên cho là nó phải có từ năm 250, lâu lắm rồi. Cái lời kinh tiếng Hy Lạp đó dịch sang tiếng Latin đó là kinh Subtuum Residuum, và là kinh mà tiếng Việt của chúng ta gọi là kinh trông cậy đó. Anh chị em thuộc hết mà. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Chúng ta đọc thường xuyên lắm. Và tôi nhắc lại cái lời kinh đó để anh chị em thấy không?
từ xa xưa, ngay những thế kỷ đầu tiên, các tín hữu đã tuyên xưng Đức Mẹ là rất thánh, Đức Mẹ Chúa Trời. Và họ đã chạy đến với Đức Mẹ để cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa được thoát khỏi mọi sự dữ, được ơn bình an. Và thực sự là ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn làm như thế. Anh chị em có dịp đi Sài Gòn đến nhà thờ Đức Bà, thì ở trước nhà thờ Đức Bà có cái vườn hoa, và ở giữa vườn hoa là có tượng Đức Mẹ cao lắm, bằng cẩm thạch trắng. Tượng Đức Mẹ rất đặc biệt bởi vì Đức Mẹ ôm trái địa cầu ở trên tay. Và ở dưới chân Đức Mẹ có dòng chữ bằng tiếng Latin Regina Patris Ora Pro Nobis, có nghĩa là Nữ Vương Bình An cầu cho chúng con. Chúng ta cũng như các tín hữu ngày xưa đến với Đức Mẹ xin ơn bình an. Và người Công giáo khi xin một điều gì thì không phải chỉ là xin một cách thụ động, nhưng mà chính mình phải góp phần để thực hiện cái lời cầu nguyện đó nữa, cái lời cầu nguyện mà mình dâng lên Chúa. Anh chị em bị bệnh chẳng hạn, anh chị em đến nhà thờ cầu xin với Chúa vậy thôi sao? Không có đâu. Cùng với lời cầu nguyện, anh chị em đi tìm bác sĩ, mình xin Chúa chỉ cho mình biết thầy thuốc cho nó đúng nơi đúng chỗ để mình chữa bệnh nhé, đúng không? Thế thì cũng vậy, khi chúng ta xin ơn bình an thì chính mình phải góp phần vào. Từ năm 1968 đến nay đã hơn 50 năm rồi, ngày đầu năm dương lịch được Hội Thánh Công giáo chọn là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và năm nào cũng thế, Đức Giáo Hoàng gửi một sứ điệp cho toàn thế giới chứ không phải chỉ cho riêng người Công giáo. Và trong sứ điệp năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco đề nghị với chúng ta hãy xây dựng hòa bình bằng cách là xây dựng một nền văn hóa chăm sóc. Anh chị em hỏi tôi là văn hóa chăm sóc là thế nào? Thế thì chúng ta cứ bắt chước mấy người chăn chiên này, chạy đến Bethlehem nhìn vào hang đá coi. Nhìn vào đó thì thấy gì? Thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm ở trong cái máng ăn của súc vật. Một đứa trẻ sơ sinh mong manh như thế lại nằm ở giữa đồng không mông quạnh, chẳng có giường mà nằm, lại nằm ở trong cái máng ăn của súc vật, làm sao mà sống được? Đứa sống được là nhờ sự chăm sóc của mẹ Maria và của Thánh Giuse, lại còn nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của những người nghèo khác. Anh chị em còn thấy người ta đặt ở trong hang đá con bò, con lừa thở hơi ấm cho Chúa, thật là dễ thương. Đấy, sự chăm sóc đấy. Và Đức Giáo Hoàng đề nghị với chúng ta là hãy xây dựng hòa bình của thế giới này bằng cách sống với nền văn hóa chăm sóc. Chăm sóc thiên nhiên chứ đừng có tàn phá và hủy diệt. Cứ tàn phá và hủy diệt thiên nhiên để kiếm lợi cho riêng mình, rồi phá tan nát môi trường sống, rồi thiên tai, rồi đủ thứ xảy ra, làm sao có bình an? Không chỉ chăm sóc thiên nhiên mà chăm sóc lẫn nhau. Đừng có hận thù, ghen ghét và giết chóc. Mỗi một năm thế giới bỏ biết bao nhiêu tiền để làm gì? Để trang bị vũ khí tối tân, để đề phòng là nước nào nó đánh mình thì mình có vũ khí mình đánh lại. Thế thì làm sao có bình an? Và chăm sóc cho những người cô thân yếu thế, không biết cậy nhờ ai. Đấy, văn hóa chăm sóc là như thế. Và Đức Mẹ Thánh Giuse làm gương cho chúng ta khi chúng ta chiêm ngắm hang đá Bethlehem.
mà hôm nay là đỉnh cao của tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh. Và hãy bắt đầu sống cái nền văn hóa chăm sóc đó ngay trong gia đình mình, ngay trong giáo xứ của mình, trong khu xóm của mình. Nhỏ bé thôi, thưa anh chị em, nhưng đó là cách chúng ta góp phần để xây dựng bình an trong cuộc sống cho chính bản thân mình, gia đình mình, cũng như cho tất cả mọi người. Lạy mẹ là mẹ Thiên Chúa và là nữ vương bình an, xin cầu cho chúng con. Amen.